Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Arsenal vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang tới cho khán giả những thông tin xoay quanh đội bóng thân yêu đã diễn ra trong vòng 24 giờ qua. Vậy nên hãy nhớ thức dậy và đồng hành cùng nhau vào mỗi 6 giờ sáng. Ngay bây giờ, hãy đến ngay với những tin chính sẽ có trong bản tin pháo thủ ngày 1 tháng 11. Đừng quên để lại một like cho video, đăng ký kênh, chia sẻ và mua những vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết đang hiển thị trên màn hình và ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cập nhật tình hình hai trụ cột. Khả năng ra sân của Rice và Odegaard trước West Ham. Arsenal chốt tương lai của Eden Ketia. Sevilla muốn mượn hậu vệ pháo thủ nhưng bất thành. Ý định của pháo thủ với Ramsdale. Thêm một chuyên gia khẳng định tương lai của Ramsdale. Sau chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, tới lượt nhà báo Ben Jacobs cho biết ban huấn luyện của Arsenal sẽ làm mọi cách để giữ chân thủ môn Aaron Ramsdale trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, bất chấp những tin đồn trong thời gian gần đây. Ký giả người Anh cho biết, Mikel Arteta đã thực hiện một số sự thay đổi trong trận đấu gặp Sheffield. Emile Smith-Rowe có trận đấu đầu tiên trong mùa giải. Cùng lúc đó, Eden Ketia được ra sân, Jakub Kiwior cũng vậy, còn David Raya vẫn là thủ môn. Nếu tôi là Ramsdale, quyết định từ Arteta nhấn mạnh một điều mà tôi đã biết từ lâu. Ngay cả khi Arteta liên tục nói rằng có sự cạnh tranh lành mạnh, thì rõ ràng có một sự lựa chọn số 1 ở Arsenal và đó không phải là Aaron Ramsdale. Về phiên chợ tháng 1, tôi vẫn nghĩ là mọi chuyện sẽ khá khó khăn với bất kỳ câu lạc bộ nào. Chúng ta đã nghe nhiều về Chelsea, nhưng Arsenal sẽ không muốn mất một cầu thủ như Ramsdale, người có ảnh hưởng tích cực ngay cả khi cậu ấy không thi đấu trong giai đoạn giữa mùa giải. Tất nhiên sẽ có tin đồn, sẽ có sự quan tâm, sẽ có những lời dò hỏi. Nhưng tôi nghĩ Arsenal sẽ làm mọi thứ để có thể giữ chân Ramsdale và họ có thể cần cậu ấy. Nhận định với tờ Give Me Sport, nhà báo Dan Messett đưa ra quan điểm. Ramsdale có thể được sử dụng ở League Cup cho West Ham, nhưng liệu điều đó có đủ khiến cho cậu ấy hài lòng? Hãy chờ xem tương lai của Ramsdale vào tháng 1. Cậu ấy mong muốn trở thành thủ môn số 1 khi vòng chung kết Euro sắp đến. Trong mắt của Gareth Southgate, Jordan Pickford vẫn đang là thủ môn số 1. Giờ đây, điều đó càng có cơ sở khi mà Ramsdale không được bắt chính tại Arsenal. Arsenal có quyết định dành cho King Nketia. Theo tiết lộ từ nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano, Arsenal thực sự quan tâm đến Ivan Toney, người sở hữu mức phí tối thiểu lên đến 65 triệu bảng vào tháng 1. Dù vậy, họ cũng có kế hoạch gắn bó lâu dài với Eden Ketia. Mặc dù, nhiều tin đồn cho rằng nếu như muốn có Toney thì pháo thủ sẽ phải chia tay với Nketia. Ký giả ý cho hay. Arsenal thực sự muốn Nketia ở lại. Họ đã gia hạn hợp đồng với cậu ấy nhiều tháng trước. Vì vậy, ý tưởng luôn là đặt niềm tin vào Nketia. Tôi không thấy có dấu hiệu nào chỉ ra rằng cậu ấy sẽ rời đi. Toney thực sự được Arsenal đánh giá cao và Chelsea cũng vậy, nên tôi nghĩ cuộc đua hoàn toàn rộng mở. Hiện tại, chưa có bất kỳ thỏa thuận nào với cầu thủ này hoặc là Brentford, nhưng chắc chắn cậu ấy được đánh giá cao. Chúng ta sẽ phải xem tình hình của Arsenal vào tháng 12. Nó sẽ phụ thuộc vào vị trí của họ tại đấu trường Champions League và bảng xếp hạng của Premier League. Không có gì đảm bảo rằng họ sẽ chi một số tiền lớn cho Toney, vì khoản đó ít nhất là phải 65 triệu bảng. Thế nên, Arsenal muốn dành thời gian để quyết định xem họ cần gì. Thông qua tờ Give Me Sport, nhà báo Paul Brown cho biết Arsenal sẽ cố gắng ký hợp đồng với Ivan Toney trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như Arsenal tìm kiếm một tiền đạo khác vào tháng giêng. Toney sẽ được khá nhiều câu lạc bộ quan tâm khi cậu ấy trở lại và sẵn sàng ra sân. Tôi nghĩ Toney nằm trong tầm ngắm của Arsenal và bạn có thể thấy Arsenal sẽ ra giá để có được cậu ấy. Pedro Neto có câu trả lời cho Arsenal. Chia sẻ với sóng Telegraph Sport, tiền đạo người Bologna thừa nhận anh muốn gắn bó với Wolverhampton lâu dài, dù được Arsenal và Liverpool săn đón nhiệt tình trong thời gian qua. Chân chạy cánh sinh năm 2000 tiết lộ. Tôi muốn nói rằng tôi đang ở đây và tôi sẽ giúp đỡ cho mọi người. Tôi yêu câu lạc bộ và mọi người ở đây. Tôi đang tận hưởng những khoảnh khắc ở đây nên tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Tương lai và tham vọng lâu dài không quan trọng. Chúng tôi sẽ không bao giờ gục ngã trong bất kỳ tình huống nào. Chúng tôi ở đây là để chiến thắng và chiến đấu. Tôi thậm chí còn cảm thấy tốt hơn so với trước đây. Tôi luôn có sự tự tin. Nhưng huấn luyện viên Carri thậm chí còn cho tôi nhiều hơn thế. Sevilla thất bại trong việc mượn ngôi sao Arsenal. Nhà báo người Ba Lan Mateusz Borek mới đây đã hé lộ rằng Sevilla đã nỗ lực thuyết phục Arsenal cho mượn hậu vệ Jakub Kiwior mùa hè vừa qua nhưng bất thành. Ngay khi nhận được lời đề nghị nói trên, giáo đốc thể thao Edu Gaspar và huấn luyện viên Mikel Arteta đều đồng thuận rằng Kiwior là một phần trong kế hoạch của Arsenal và không muốn để cho anh ra đi theo bất kỳ hình thức nào. Ký giả Mateusz Borek cho biết,
chưa ai hé lộ chuyện này công khai, nhưng dù sao cũng trôi qua một thời gian rồi. Giờ vấn đề không còn nóng hổi nữa, nhưng chắc tôi tiết lộ tên câu lạc bộ sẽ không ai có chịu đâu nhỉ. Sevilla thực sự rất muốn có Kiwior theo dạng chuyển nhượng cho mượn ở trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Đáng lẽ họ nên cố gắng thêm, nhưng mọi thứ không thể lay chuyển được Mikel Arteta. Arteta nói không với Sevilla và đó là lý do Kiwior ở lại. Cập nhật tình hình của ba trụ cột. Arsenal sẽ có chuyến làm khách tới sân của West Ham vào rạng sáng mai trong khuôn khổ vòng 4 của Carabao Cup. Ở buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Mikel Arteta xác nhận Declan Rice có khả năng ra sân thi đấu gặp lại các đồng đội cũ. Tuy nhiên, việc anh đá chính hay dự bị vẫn còn đang bỏ ngỏ. Trong khi đó, tình hình của Thomas Partey vẫn chưa có gì tiến triển khi anh vẫn nghỉ thi đấu một vài tuần và chưa có thời gian cố định. Lý do là bởi Partey cần kiểm tra thêm. Ngoài ra, Gabriel Jesus không có khung thời gian nghỉ thi đấu cụ thể vì phụ thuộc vào tiến độ hồi phục. Arsenal rất cẩn trọng vì tiền đạo người Brazil mới trở lại sau chấn thương đầu gối. Bên cạnh đó, chấn thương hồng cũng không cho phép Martin Odegaard góp mặt trong trận đấu vào sáng mai. Huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ về chấn thương của Thomas Partey. Tôi nghĩ là cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài trong một vài tuần. Tôi không rõ thời gian chính xác là bao lâu, nhưng hôm nay cậu ấy sẽ có một buổi kiểm tra khác và chúng ta sẽ biết cụ thể hơn. Rõ ràng, Thomas rất thất vọng về chấn thương này, nhưng chúng tôi sẽ luôn ở bên để ủng hộ cậu ấy. Thomas cần phải vực dậy tinh thần một lần nữa với sự hỗ trợ từ câu lạc bộ. Chúng tôi cần Thomas trở lại vì anh ấy là một cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi. Về thể trạng của Jesus, ông thầy người Tây Ban Nha chia sẻ. Với Jesus, tôi sẽ không đặt thời hạn trở lại bởi vì tôi đã làm một lần và hoàn toàn sai. Chúng tôi cần thận trọng, xử lý đúng cách nhưng cậu ấy rất nóng lòng thi đấu. Cậu ấy muốn trở lại càng nhanh càng tốt và chúng tôi cần cậu ấy. Vậy nên trước mắt thì thái độ đó rất tuyệt. Arsenal có lợi thế nhỏ trước màn so tài Newcastle. Tâm điểm của vòng 11 Ngoại hạng Anh cuối tuần này sẽ là màn đại chiến trên sân St James Park giữa Newcastle và Arsenal. Các pháo thủ đang có lợi thế khi mà đội chủ nhà dự kiến sẽ thiếu vắng những cái tên đáng chú ý như là Sven Botman, Alexander Isak, Jacob Murphy, Harvey Barnes, Elliot Anderson hay là Sandro Tonali vào ngày chủ nhật. Ban tổ chức Premier League vừa mới công bố trọng tài cầm còi trong trận đấu sắp tới là ông Stewart Atwell. Trưởng phòng VAR là ông Andy Medley. Lần gần nhất mà ông Stewart Atwell cầm còi khi có Arsenal thi đấu là trong trận đấu Community Shield với Manchester City vào đầu mùa giải. Theo thống kê, trong 20 trận của pháo thủ mà trọng tài Stewart Atwell bắt chính, Arsenal thắng 9, hòa 6 và để thua 5 trận, đi kèm với đó là 2 tấm thẻ đỏ. Tương lai của viên ngọc quý. Vào cuối tuần trước, Charlie Patino đã có thêm một kiến tạo trong chiến thắng của Swansea City trước Blackburn. Cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải, tiền vệ trẻ người Anh đã có một bàn thắng và 4 kiến tạo, cùng với những màn trình diễn ấn tượng trong mùa áo của Swansea City. Chính điều này khiến cho các cổ động viên Arsenal đang kêu gọi ban huấn luyện của Arsenal gọi lại Patino để thay thế cho Thomas Partey mùa hè năm sau. Trong buổi họp báo trước trận đấu với West Ham, huấn luyện viên Mikel Arteta trả lời về tương lai của Charlie Patino tại sân Emirates. Luôn luôn có một con đường để trở về. Khi chúng tôi đưa ra quyết định với các cầu thủ cho mượn, chúng tôi luôn theo dõi sát sao và xem liệu họ có thể nâng cấp chất lượng đội hình hay không. Điều đầu tiên mà chúng tôi trông cậy là những cầu thủ mà câu lạc bộ sở hữu. Nketiah được so sánh với huyền thoại pháo thủ. Cú hat-trick vào lưới của Sheffield vào cuối tuần trước là lần đầu tiên mà Eddie Nketiah ghi được 3 bàn thắng ở Premier League trong sự nghiệp. Chứng kiến 3 pha lập công của ngôi sao người Anh, cựu huấn luyện viên của Tottenham Harry Redknapp cho rằng màn trình diễn của Eddie Nketiah trước Sheffield United giống với Thierry Henry. Ông nói: Nketiah đã chơi thực sự tốt, có rất nhiều áp lực đè lên cậu ấy trong mùa giải này, nhưng cậu ấy tập trung vào chơi bóng và ghi được 3 bàn trước Sheffield United. Tôi biết mọi người sẽ nói rằng đó là một trận đấu dễ dàng bởi đối thủ của Arsenal quá yếu và họ còn được chơi tại Emirates. Tuy nhiên, Nketiah đã cho thấy khả năng săn bàn cực tốt của mình. Cậu ấy chạy chỗ hoàn hảo, dứt điểm tốt. Bàn thắng thứ 3 đã phô diễn những gì tốt nhất của Nketiah. Với số 14 trên lưng, trông cậu ấy đã giống như đang xem Thierry Henry vậy. Chà, gần như là vậy. Đáng chú ý, với cú hat-trick vừa qua trước Sheffield, Eddie Nketiah đã có mặt trong đội hình hay nhất của vòng 10 Ngoại hạng Anh với số điểm 9,86 theo Who Score, giúp anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất tuần của Premier League. Người cũ hâm mộ mục tiêu của Arsenal. Theo chia sẻ từ báo chí Anh, Arsenal vẫn sẽ dành sự quan tâm đến tiền vệ Douglas Luiz. Huấn luyện viên Mikel Arteta lẫn giám đốc thể thao Edu Gaspar đều đánh giá cao năng lực của Luiz. Chia sẻ trên truyền thông, một người cũ của pháo thủ là Paul Merson cho hay: Douglas Luiz sẽ nhận được những sự quan tâm vào tháng 1. Áp lực hướng về Aston Villa trong bối cảnh họ nhận được nhiều lời đề nghị hỏi mua Luiz. Cậu ấy là một trong số những cầu thủ bị đánh giá thấp nhất ở Premier League. Tôi là một fan hâm mộ lớn đối với cậu ấy. Mùa giải năm nay, Luiz đem đến màn trình diễn tuyệt vời mỗi tuần và tôi rất muốn cậu ấy đến Arsenal.
Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hôm nay của chúng mình. Đừng quên để lại một like cho video và mua các vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết được gắn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.